Thì có một cái câu chuyện là như thế này, có hai bạn trẻ yêu nhau, thì hai bạn này á mới trẻ yêu nhau mà bắt đầu á rủ nhau hẹn, thì hai bạn này á mới trẻ yêu nhau mà bắt đầu á rủ nhau hẹn hò ở trong công viên. Thì cái chàng trai này với cô gái này mới lớn đó, rủ nhau hẹn hò ở công viên. Rồi đi ra công viên cái ông nội đó, ông mới lớn ông không biết gì chứ, mà dẫn bạn gái công viên mà ngồi tính tên à, cái bắt đầu cái bạn gái mới bắt đầu ngồi ủng hộ, cái bắt đầu bạn gái bị trúng vô cái cây á, em đau quá à, giờ cái bạn trai nó lên qua khỏi đau giờ làm sao, cái nói anh hôn vô cái tay cái đi là nó hết đau rồi. Cái bạn trai vô lúc này thấy em như cái dạng quay qua lấy cái tay bạn gái cái trùng liền, bạn gái quay lại em hết đau rồi nè. Xong cái nghe xong thì vừa hôn xong cái trùng cái bạn gái đau vui vui rồi quay lại ngồi yên luôn nữa. Trai mới lớn mà sao chuyện chủ gì không biết nữa, ở trong đây có ai trai mới lớn không ạ? Xong rồi cái tiếp tục á, cái bạn gái á nói nữa, anh hồi nãy cái má của em á bị con mũi nó cắn đau quá trời à, cái khách này tìm được cái nhà. Xong cái bắt đầu tiếp tục rồi hỏi lần sau em anh không vô đi là nó hết đau à. Cái bắt đầu bạn trai mới quay qua hôn một cái chụp vô cái má của bạn nữ, thì con nữ nói em hết đau rồi à, hay quá. Xong á cái lúc này là kế bên cái buổi gặp á là có cái bà già, bà đang trong ngồi nhìn nghe có hai đứa trẻ này nó vô con chim nó làm gì mà nó yếu vậy trời, đau đau luôn, cái là hết luôn, cái hết chưa chịu nữa. Cái cô gái tới đó chưa chịu, bắt đầu cô quay nói anh ơi cái hàm răng của em á, cái môi của em sao mà nó đau quá à. Cái bắt đầu á tiếp tục lúc này trai xong quay qua hôn vô hôn vô cái môi của cô gái một cái chụp nữa. Trời ơi anh hay quá à, em hết đau rồi nè. Thấy vô cả nhà lúc này á bà già cho cùng lắm, bắt đầu khóc ra hỏi chàng trai có đôi môi thần kỳ thì phải giúp cơ rửa cái căn bệnh trị của ta được không. Qua cái câu chuyện này thì cả nhà thấy vui không cả nhà? Nhưng mà thật ra đằng sau cái vui đó thì nó cũng có một cái ý nghĩa là như thế này, giống như cái câu mà em nói hồi nãy á, là đau khi mà mình đau rồi thì giá chứ phương, giống như là nghe cái đó thì nó cảm thấy là nó ảo làm sao đó, nhưng mà khi mà cái người cô lớn tuổi đó, khi mà đã mắc bệnh rồi nghe cái cảm giác là hôn đau hết đó, hôn đau hết đó, chắc là chàng trai này hay lắm. Mình cũng bước ra mình làm thử coi, khi mà mình bệnh rồi thì mình mong muốn nó tìm một cái giải pháp, mặc dù là giải pháp nó nghe nó mơ hồ quá nhưng mà vẫn muốn thử đúng không cả nhà. Vậy ngày hôm nay á, những cái lớp học sức khỏe này á là giúp cho cả nhà mình á có được những cái kiến thức sức khỏe để về mình chăm sóc sức khỏe chủ động của mình, thì mình khi mà mình không có bệnh thì mình không cần phải đi giá cái phương tiện của bác nữa đúng không cả nhà. Và ngày hôm nay á, cái buổi chia sẻ này là nói về cái cơ chế của tiểu đường. Thì á, cái tiểu đường giống như bọn em nói nãy á, nó đang đứng top 3 của ba căn bệnh báo động bây giờ đó. Thì ngày hôm nay á, một cái cơ thể á, hoàn chỉnh của mình ở cả nhà thì nó có 75.000 tỷ tế bào. Từ tế bào trong cơ thể của mình nó khỏe thì mình sẽ có một cơ thể khỏe và hoàn chỉnh đúng không cả nhà. Vậy ngày hôm nay á, mình sẽ đi hỏi coi cái tế bào của mình á là nó tạo cái gì cả nhà, và nó có tạo như thế nào. Nếu như mà cái tế bào của mình nó tốt, mình biết cấu tạo của nó, mình giúp cho cái tế bào của mình khỏe thì cơ thể của mình khỏe đúng không cả nhà. Và bây giờ cái cấu tạo của cái tế bào mình nó giống như là trái táo vậy đó cả nhà, thì nó cũng còn có ba phần. Thứ nhất á là vỏ tế bào, vỏ tế bào thì nó cấu tạo từ chất béo, và cái thứ hai là thân tế bào. Thì nó cấu tạo từ đạm, đạm là thường thường mình ăn rồi, nó có trong thịt cá trứng sữa là cái nhà. Và cái cuối cùng á là nhân tế bào. Nhân tế bào thì nó cấu tạo từ tinh bột. Cái tinh bột này cả nhà khi mà mình ăn á và mình nhai á
mình glucose đó mà mình không hấp thu vô được để nuôi cái nhân tế bào á, thì mình sẽ bị dư cái đường ở trong mạch máu đó. Vậy ngày hôm nay á, mình sẽ đi xem, đi coi cái mạch máu của mình nè. Và nó hạ cái đường xuống cái thành mạch máu của mình.
Và cái công dụng thứ hai nữa của viên thuốc tây á là vô giống như á là bây giờ cái tiến tỷ nó sản xuất không có đủ insulin. Cái công dụng của viên thuốc tây là nó kích thích cho cái tiến tỷ này sản xuất insulin. Nhưng mà giống như con trâu như thế nhà, cho nó ăn không có đủ cỏ thì bắt nó đi cày mấy bộ ruộng rồi sao nó cày nổi lắm cái nhà. Giống như ông nội đi ngày nay bị nghẽn cái mạch máu nè, mà bắt kích thích sản xuất cho đủ insulin thì làm sao mà sản xuất được, đúng không cái nhà? Nên tại sao mà uống thuốc tây thời gian cái bắt đầu uống huyết áp thời gian cái bắt đầu tới giai đoạn chích insulin luôn thì kích thích cái cho mẹ uống luôn, đưa nguyên liệu qua không đủ bắt phải làm gì cho đủ sức mà làm được, đúng không cái nhà? Cái công dụng thứ nhất là tăng bằng và thứ hai là kích thích nè, đưa qua nguyên liệu không đủ mà kích thích bắt tôi sản xuất cho đủ insulin thì tôi không làm được. Trâu ăn cho ăn đủ bắp cày 5-7 ổ bụng cày với chết luôn đó. Nên là uống thuốc tây thời gian á, cái bắt đầu á khi mà mình uống thuốc tây á cái vô á cái bắt đầu nó hạ đường xuống cái thành mạch máu rồi nè cả nhà, thì lúc này á mình ăn uống thì sẽ có những thành phần mỡ xấu cholesterol đúng không cả nhà, thì vô đây nó sẽ làm hình thành cái mảng sơ vữa nó bám lên thành mạch máu của mình nè cả nhà. Và cái này đặc biệt là nó có cái tính đối xứng nha. Ví dụ như ngày hôm nay cái mảng sơ vữa này ở bên đây nó bám vô đây thì bên đây nó cũng có, ví dụ như bên đây nó bám nó chụp lên này, đây lớn thì mạch máu mình đâu có hẹp, bởi vì uống thuốc tiêu đường thời gian nó cảm cho nhiều cái khác nữa, tại vì những cái chỗ này nó hẹp nè, uống cái cáp vô làm gì cho những cái chỗ này nó giãn thở ra để máu huyết của mình nó lưu thông ở cái chỗ này tốt, còn thời gian này nó nghẹt rồi sao, đúng không cả nhà? Và vậy ngày hôm nay chung quy lại á, cái bệnh tiểu đường của mình là cái gì, cái nguyên nhân gốc của nó là từ đâu, là do cái lá gan của mình nó bất ổn thì nó không đưa đủ nguyên liệu qua tiến tỷ để sản xuất cái insulin đó. Và sản xuất cho không đủ insulin thì nó không có hấp thu được cái lượng đường trong máu để nuôi nguyên tế bào. Vậy ngày hôm nay á, mình sẽ có một cái giải pháp, hiện tại bây giờ là thuốc tây á không có cái giải pháp để hỗ trợ cho cái bệnh tiểu đường của mình. Thuốc tây chỉ giúp mình dùng lại cái gì, thứ nhất là cân bằng cái lượng đường và hạ đường huyết xuống chứ chưa có giải giúp cho mình nó giải quyết hẳn được cái căn bệnh tiểu đường đó. Và tiểu đường đó thì thường thường mình sẽ không chết vì tiểu đường mà mình chết vì biến chứng, ví dụ như những cái chỗ nhẹ này nè, nó có những cái trong cơ thể mình nó sẽ có những cái gốc tự do, nó có những cái cục máu đông này nè, nó cho dẹp nó cho tới chỗ này cho nó bị nhẹ đó. Sao nó xuống tê cổ quá, tê tay quá, cái bắt đầu lấy dầu so bớt nhắn cái cục máu đông này nó tan nó thiền hết cái nó dầu. Thật ra là cái cục máu đông nó trôi tới những cái chỗ mà hẹp này nè, thì nó nghĩ cái đó là máu huyết của mình không lưu thông. Và ngày hôm nay em mình uống thuốc tiểu đường thời gian á, cho nó hình thành cái mảng sơ vữa này là cả nhà, thì làm cho cái mạch máu của mình thứ nhất là bị giòn dễ vỡ đó. Và tiểu đường thì không chết vì tiểu đường mà chết vì những chứng, ví dụ như ngày hôm nay nó vỡ ở tay mình nó thì sao, nhưng mà ví dụ như lỡ nó vỡ ở tim thì sao, đột quỵ, vỡ ở não thì tai biến. Nên là ngày hôm nay cái biến chứng nó rất là nguy hiểm nha cả nhà. Và cái nguyên nhân gốc của nó là do bất ổn của lá gan và tiến tỷ. Thì ngày hôm nay em sẽ mời lên đây một chuyên viên dinh dưỡng là một người lãnh đạo cũng là bên sư của em sẽ lên cho cả nhà biết được cái giải pháp của mình để hỗ trợ được cho cái căn bệnh tiểu đường cho cả nhà. Cả nhà phối hợp với em xuống nha, cả nhà dỗ một dỗ, dỗ hai dỗ, rồi đi cùng năm giây của mình lên đây để mọi người cùng xem nha. Đây, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nãy giờ nghe về kiến thức về tiểu đường, các nhà thấy có thích không ạ? Thật sự cái gì mà mình biết cũng như là một bài toán khó thì nhất định mà mình không biết cách giải thì nó rất là nan giải, đúng không? Nhưng một bài toán dễ mà mình không biết cách giải thì nó càng nó cũng khó, đúng không cả nhà? Nhưng nếu như mà một cái bài toán khó mà mình biết cách giải thì nó có dễ không cả nhà? Bây giờ mình biết được cái cơ chế này rồi thì có phải là ngày hôm nay mình hiểu được cơ chế như thế nào, chỉ cần mình biết được nguyên nhân nào dẫn đến lá gan này có vấn đề thì mình sẽ phục hồi cái cơ thể mình lại đúng thế nào. Cho nên là ngày hôm nay tôi rất là cảm ơn anh Hoàng Em và Thế Mai rất là nhiều. Và đầu tiên thì xin gửi lời chào đến tất cả các lãnh đạo và xin rất là cảm ơn và tổ chức ngày hôm nay đã cho tôi lên đây được giao lưu chia sẻ đồng đội của mình.
Cảm ơn các nhà. Và xin chào tất cả các chú chị em mình và xin chúc mừng của chú chị em là bởi vì ngày hôm nay thầy chỉ nói á, cái thời gian đặt ở đâu không phải là cái thành tựu nơi đó, và ai mà đặt cái việc học lên số 1 thì tương lai lên số 1, đặc biệt là học từ những lớp sức khỏe thì có phải là mình có cái sức khỏe là số 1 đúng không các nhà? Cho nên là mình tự hưởng cho mình một tràng pháo tay không ạ. Thank you.
khi mà dinh thấy kẹt kẹt lên khẽ lên bắt đầu cũng là dinh ganh tị cho bụng. Mình làm ngoài thì mình đang bệnh nghe không khỏe, bắt đầu dinh vô dinh học chung với mẹ, dinh nghe thử coi được cái như thế nào, tại sao lại uống dinh dưỡng này mà tại sao lại khỏe, dinh không tin được. Nhưng mà khi mà vô chia sẻ thì được những chuyên viên chia sẻ dinh thích đó, chuyên viên nói vô đây mình sẽ được một cái giải pháp về sức khỏe, một cái giải pháp về sức khỏe chứ không phải là uống dinh dưỡng mà khỏe. Trong cái giải pháp sức khỏe thì nó có cái dinh dưỡng trong đó chứ không phải là dinh dưỡng là tất cả cái này. Cho nên là mình hiểu lầm là muốn dinh dưỡng này là mình sẽ hết bệnh như thế này, rồi cộng thêm dinh dưỡng nó là một cái nguyên liệu của cơ thể và nó có một cái nguyên liệu để đào thải thôi. Cho nên là ngày hôm đó mình may mắn một điều là ngày hôm nay mình có kiến thức sức khỏe đúng không, và cái may mắn thứ hai của mình đó là mình có được cái nguồn nguyên liệu để phục hồi cơ thể của mình. Vậy ngày hôm nay mình có cảm thấy hạnh phúc khi mà được cái điều này không các nhà? Một điều rằng là khi mà chúng ta muốn đi học rồi á, chúng ta hiểu được như thế này là thầy của chúng nói á, là chuyên viên về dinh dưỡng á, thầy nói từng có giao cái sức khỏe của mình, cái cơ thể của mình cho người có kiến thức đó là bác sĩ. Bây giờ thật sự bác sĩ cũng không theo sát làm được cả nhà. Bác sĩ cũng chỉ là cho mình cái đơn, một cái to về mình muốn thôi, bác sĩ cũng không quan tâm mình được. Và mình có quyền có kiến thức sức khỏe, rồi mình có quyền đem cái kiến thức này giúp đỡ tất cả mọi người. Anh nhà có hiểu không? Nếu như ngày hôm nay học lớp này mà học nhiều lớp sức khỏe nữa, mình khỏe lên mình có giúp người khác không? Đó là bên cái nhà lúc trước như nói tôi khỏe lên được là không có thời gian đâu. Nhưng mà thật sự á, không ai hiểu nổi cái nỗi đau của người bệnh đâu bây giờ. Người bệnh á chỉ cần mà người ta khỏe lên cái rồi bây giờ có bụng điện như cũng nói. Cái người nào bị đét còn tưởng là chính mình nghĩ cho tốc độ luôn 25 ngày là khỏe lên. Tại vì mình hiểu được nỗi đau 3-4 năm trời đúng không? Là mình đã bị đau mà ăn uống không có vô, khó chịu lắm. Rồi cái nỗi đau của mẹ là gì? Tới nỗi mà 5 năm không có ngủ được luôn. Về nhà là cứ nhà biết là khi mà về nhà đó là mẹ của tôi nó là không có ngủ được, cứ bắt cái lo kinh ra đây nè, cái lo mà tập kinh đó mà mẹ thì biết cái động tay. Cái bắt đầu mẹ tôi nó đi vòng nhà tối ngày lực 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 không biết có ai giúp mẹ tôi. 5 năm không ngủ được mà cứ đi lực 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 vậy đó. Mà mẹ đi vòng thì mẹ làm đi, mẹ bắt kinh mẹ nghe. Mà mẹ thì đi nhạc tay, mẹ bắt mẹ nghe được là cả nhà chết hết. Không ai ngủ được như mẹ. Xong cái đầu mẹ ơi chị Vinh á, mẹ bắt mẹ nhỏ con đặt như này con quả quá, mẹ nó buồn mày biết hả? Ai nhà mẹ như bị biết. Đó là mẹ như bị biết cả nhà không có nghe, nhưng mà bắt là cả nhà rất là mệt mỏi. Thì bây giờ gia đình Vinh đã thoát được cái cảnh đó, có phải là mình rất là mừng không? Và thầy Vinh nói một điều là không có một người bác sĩ, không có người thần y nào là giỏi nhất hết trơn, không có người thần y, không có người bác sĩ nào là giỏi nhất hết. Nhưng mà khi mà Vinh vô đây Vinh biết được á, đó là ngày xưa có Hải Thượng Lão Ông, cái nhà có biết không? Không biết đâu, biết cái tên thôi. Ông 900 năm trước rồi, ông là cái người mà phát minh là ra cái bệnh mà những cái dinh dưỡng, những cái thuốc, những cái thuốc nam của mình ngày xưa đó các nhà. Và ông là người chuyện cho vua, cho vua ngày xưa. Thì ông có nói một câu như thế này, ông Hải Thượng Lão Ông làm lên một cát. Thì ông nói như thế này nè, vạn bệnh từ miệng. Và ông nói tới một giai đoạn nào đó người ta sẽ trị bệnh không phải bằng thuốc nữa mà bằng thói quen và cách ăn uống đấy, bằng thức ăn. Thì sau mấy trăm năm thì bây giờ cái lời nói của ông thật sự là nó là hiệu quả của mình. Có phải là ngày hôm nay thông qua cái việc ăn uống thì mình hoàn toàn khỏe mạnh, có thể là mình hoàn toàn mình khỏe và mình bệnh trong ăn uống không? Có phải là hai người 50 tuổi giống nhau nhưng mà tại sao một người bị huyết áp, tại sao một người bị tiểu đường, tại sao một người bị xương khớp và tại sao người 50 tuổi mà khỏe như 40 tuổi, đúng không cả nhà? Có phải là cái việc mà mình ăn uống thói quen sinh hoạt khác nhau thì mình có một cái sức khỏe khác nhau. Và thầy Dũng Thế Nam á, chuyên viên giỏi nhất Việt Nam, thì thầy nói với Dũng như thế này nè, đừng có dùng cái đôi lửa để tự đào bồ mà chôn bản thân của mình, được không các nhà? Đừng có dùng cái đôi lửa mà tự đào bồ chôn bản thân của mình. Bởi vì ngày hôm nay á, mình ăn như gì nè, mình đa phần của người ta ăn cái gì mà mình thích thôi. Cái gì mà mình thích á, thì mình đương nhiên mình ăn rất là nhiều, nhưng mà cái cơ thể mình cần cái gì thì mình lại không biết, đúng không? Mình không ăn cái thứ mà có thể mình cần, nhưng mình ăn cái gì mình thích á, mình thích đồ chiên mà mình ăn đồ chiên, mình thích cái đồ đạp nướng mình ăn đồ đạp nướng, đúng không? Mà chú chiên ngon là cứ ăn chú chiên thôi. Bởi vì chú chiên cái nhà biết không, khi mà dinh học được rồi chú nói chú khoái, có ai khoái chú chiên như không? Chú nói sao cái này có ai khoái chú chiên gì nó nói, có ai bà không? Cả nhà biết đó là cái người dinh học được và dinh nghe được một cái clip nói về chú chiên á, đó là người ta cái dầu mua dầu cam đó, nó chỉ chịu được nhiệt độ là khoảng 90 đến 100 độ trở lại
do cái độ chi mi chi lại gì cần đó. Và em chưa thấy được á là những cái anh chị mà bán thiếu chiên á, có phải là một ngày bán được cái tiền đúng không, nhưng một chảo dầu của mình có đổ bỏ không, về nhà lấy cái dược được qua ngày hôm sau nó có dược đổ thêm nửa lít nữa đúng không, mà một tháng trời chưa chắc sao nữa, nhưng mà nhà học nghiên cũng được có hai lần chiên nó đã biến chất thành chất độc tố rồi, nhưng mà chiên là cả tháng chứ, nhà thấy chiên không rồi gì nói ngày hôm nay là mời cũng chiên hết chứ mày nhắc hỏi trước chứ không là mình nói trước học dược đúng không. Và Duyên nào ngày xưa Duyên rất là thích ăn lòng heo và ăn đùi khìa, và Duyên rất là thích ăn lòng nướng, cái đó có ai thích đến Duyên không? Đó, nhưng mà ngày hôm nay nhà biết một cái miếng thịt nướng thôi mà nó lợi là nướng khét á, mà khét là nó ngon đúng không? Đó, một miếng thịt nướng mà 50 miếng thuốc lá đó cả nhà, cho nên mấy anh thấy không, thuốc lá nó đỡ hơn thịt nướng nha. Rồi, cho nên á, thì thật biết á, khi mà Duyên hiểu được cái điều này, khi mà Duyên hiểu được cái kiến thức sức khỏe như thế này thì Vương mới thầy mới chỉ dạy cho Vương là ngày hôm nay tại sao mà cái lá gan này nè nó bị vấn đề, tại sao cái tuyến tụy bị vấn đề, tại sao cái mạch máu này nó bị tắc nghẽn, thì rõ ràng mình biết được cái nguyên nhân thì mình tìm cái giải pháp đúng như vậy là mình ra đúng cả nhà. Vậy ngày hôm nay mình cũng được nha, thì mình uống thuốc thì á cái thuốc tây nè nó có giải quyết được cái bệnh không, nó có giải quyết được cái sự phục hồi của lá gan không, cái thuốc tây nó có né được những tác nhân gây hại không, đó cái thuốc tây nè nó có làm cho mạch máu nó sạch lại không, không đúng không, cho nên ngày hôm nay có thể là uống thuốc suốt đời chết mang theo là vậy đó. Và cái việc mà mình hỗ trợ cái đường là mình đã từng hỗ trợ anh Thảo, mà giờ Thảo cũng là người ta đi đâu không cả nhà, anh là chủ quán nhậu, chủ quán karaoke, có chạy theo đường làm giải thất thoát bị dân ga đó, thì lúc đó là anh được đi đường mà chích insulin là 24 cái mấy, sáng là chích 25 thì chích 15, và anh chích viết và cái anh gần của nó, anh chích còn không chích theo nữa, anh tự chích mình luôn, và anh còn thêm cộng thêm là khuyến mãi thì biến chứng á, đó là cái chứng căn bệnh khác, và căn bệnh có một căn bệnh là anh ngồi đâu là anh đem một quần cho đó, cái đi nhậu là phải đem quần cho, tại vì nó biến chứng cái nội cái đường ruột của anh nó bị xuất huyết và nó bị mất cái cảm giác, anh át xì đó là bệnh thầy quần, là cái nguyên nhân cũng xóm nha các nhà, và ghê lắm. Rồi đó bắt đầu là anh buồn lắm, anh đi Sài Gòn anh nhập viện hết là anh nhập viện hết 100 mấy ngày 200 triệu, và mình không hỗ trợ được, sĩ chết mang theo xong về anh bần thần luôn, anh bần thần và anh suy sụp hẳn luôn cả nhà, và khi mà anh nhập viện cái nói Vinh ơi xin lúc này mày đẹp không phải cái nhà nhập chưa á, quê tha lắm, cái nhậu lắm, bây giờ đỡ lắm cái nhà, cái bắt đầu á Duyên cũng kể thật với ảnh là như vậy là mẹ Duyên khỏe lên, bắt đầu Duyên đưa hình mẹ Duyên ra, anh không tin. Anh nói bây giờ đi ra nhà mẹ chơi rồi uống cà phê với mẹ, thì cuối cùng anh thấy mẹ Duyên đẹp thiệt đấy. Đó, bắt đầu là anh mới nói là bây giờ mày bán cái gì hết cái thằng trên đường tao uống. Cái Duyên mới nói anh ơi, không phải là uống dinh dưỡng này mà hết đâu, mà anh phải đi học để biết được cái thói quen, cái gì mà nó làm cho anh bị bệnh á, cái nguyên nhân á, giống như cái nhà bị ủng nè, mà nó chảy nước xuống, mà cái mỗi ngày mình ra mình lao cái đường nước, hay là mình bắt em nước nhà mình chám lại cả nhà, có phải còn biết nguyên nhân mình đem nó mình chám lại không? Đeo có khó cũng chám, mà đeo mình chám lại cũng hết đúng không? Còn bây giờ mỗi ngày cứ lao đi uống nước, ngày uống thuốc là lao đi uống nước này cả nhà, uống thuốc tây là cứ lao đi uống nước, uống thuốc tây là lao đi uống nước, cứ miễn là đường lên là mình uống thuốc là hạ xuống, đường lên uống thuốc là hạ xuống đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay làm sao hết được? Vậy ngày hôm nay để mà hết được đó, nó có một cái này mình phải biết được đó, cái gọi là cái nguyên nhân dẫn đến là nó làm ảnh hưởng tới bất ổn của lá gan cái này, thì theo cái dạng nguyên nhân là được. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.